Sau khi đi tham khảo rất nhiều cơ sở đồ gỗ tại Việt Trì Linh Sơn, thì gia đình quyết định là ra cơ sở chỗ bác Sùng Tám tại Văn Khúc là đặt trước sở. Rồi rồi. Thì với cái chất liệu là gỗ thủ lào rồi. Và đục rất là sắc nét đấy. Và chuẩn, gia đình ứng ý. Rồi rồi. Và xin chúc cho xưởng là phát triển và có nhiều khách hàng tin tưởng về tay nghề cũng như là cái tinh độ của anh em cơ sở ngoài gỗ thủ lào. Rồi rồi rồi. Thế em thay mặt xin xưởng cảm ơn anh nhé, bắt tay anh cái. Rồi. Đây, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào bác. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 28 đây, tháng 12 đây, thì chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà anh Thông tại khu 8 Minh Hòa, và chúng tôi có bàn giao cho anh gia đình là đây một bộ quây sập bằng chất liệu gỗ cụ Lào nhé. Thì gia đình là có phần mặt rồi, thì chúng tôi làm cho anh là một bộ quây sập bằng chất liệu gỗ cụ Lào đấy, đục tích là ngũ phúc, kích thước là 1m6 x 2m. Thì tôi có quay lại một video đấy, kỷ niệm như là giới thiệu luôn. Quý khách hàng là có nhu cầu thì có thể liên hệ. Thế thì nhiều gia đình là có sẵn cái phần mặt này, thì cũng bên xưởng là cũng thi công cho khách hàng là cái phần quây bên dưới này. Phần quây bên dưới này thì quay cho các bác xem là phần quây chúng tôi là đục tay. Đây toàn bộ đục tay dạ dày 10 phân bằng chất liệu vũ vụ Lào. Đấy. Chạm vào ngũ phúc. Nho sóc một tích đây thì anh gia đình kê gọi là một góc ra bên này cũng rất là đẹp. Đấy, bên trong này là không gian nhà đây. Đấy, thì khách hàng là tham khảo nhé, một chiếc sọc ngũ phúc ngũ cụ Lào 62m thôi. Anh chủ nhà đây. Đây đây hỏi xin anh ý kiến luôn, nên là xin anh ý kiến luôn anh nhé. Đấy, vâng, xem cái bộ quây này bọn em làm này thì em có ưng ý không? Đấy, bộ quây này. Sau khi đi tham khảo rất nhiều cơ sở đồ gỗ tại Việt Trì Linh Sơn, thì gia đình quyết định là ra cơ sở chỗ bác Sùng Tám tại Văn Khúc là đặt trước sở. Rồi rồi. Thì với cái chất liệu là gỗ thủ lào. Rồi. Và đục rất là sắc nét. Đấy. Và chuẩn, gia đình ứng ý. Rồi rồi. Xin chúc cho xưởng là phát triển và có nhiều khách hàng tin tưởng về tay nghề cũng như là cái tinh độ của anh em cơ sở ngoài gỗ thủ lào. Rồi rồi rồi. Thế em thay mặt xin xưởng cảm ơn anh nhé, bắt tay anh cái. Vâng. Cảm ơn anh và gia đình nhé. Vâng. Vâng. Đây quý vị, đây là cái không gian phòng khách anh, cũng như là không gian thờ bên trong này cũng rất là đẹp. Mọi người cũng chiêm ngưỡng tham khảo luôn nhé. Giới thiệu cho mọi người xem. Rồi. Hiện tại là buổi sáng ngày 28 tháng 12 2021 đây. Quý vị nào quan tâm thì có thể đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều những video clip về sản phẩm khác.